Chào các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cách để giúp cho cái toilet của mình nó thơm, mà khi mà mình xả nước ra là cái nước ở trong cái nước mà chứa bên trong cái bồn cầu, cái bồn của cái bồn xả, khi mình bấm nút một phát một á là nó sẽ ra và nó sẽ có cái nước đó, nó sẽ có cái hương thơm nha các bạn nha, có cái mùi thật là dễ chịu ha. Thì các bạn thích cái mùi gì thì các bạn cứ mua cái mùi đó để các bạn để vào thôi. Thì đây mình có mua, mình thích cái mùi này các bạn, nó cái mùi của cái hương xà bông Lifebuoy như thế này đó, và nó bên trong nó màu trắng nha. Đó, mình mua một cục như thế này không có bao nhiêu tiền chứ các bạn, chỉ có mười mấy nghìn một cục như thế này thôi. Thì một cục như thế này mình làm sẽ được rất là nhiều cho các bạn nha. Mình làm như vậy mình một tuần lễ mình làm một lần ha. Rồi bây giờ mình lấy dao mình bào ra nha. Rồi mình bào được bao nhiêu đây các bạn, cái phần còn lại nè mình sẽ để dành lại để mai mốt mình xài hết cái phần này nè, hết cái phần này mình sẽ bào tiếp để mình vào làm tiếp nha các bạn nha. Rồi bây giờ mình gom lại thôi đó, mình gom lại hết. Rồi, ở đây mình sẽ sử dụng một cái khẩu trang xài rồi hoặc là khẩu trang chưa xài cũng được ha. Ở đây mình lấy một cái khẩu trang chưa xài luôn đó, mình sẽ ngắt cái cục dây này ra. Mình lấy cái khẩu trang này để mình làm cái túi mình đựng nó các bạn. Rồi mình cắt cái miệng ha, mình cắt cái miệng ra. Và mình bỏ bớt một cái lớp bên trong nha các bạn nha. Bỏ bớt một lớp đi. Khẩu trang này nó bốn lớp được. Rồi, như vậy là ok nha các bạn nha. Lật lại. Rồi bây giờ mình đã có được cái túi nè. Một cái túi mỏng lát luôn ha. Rồi mình hốt toàn bộ như thế này nè, mình bỏ vào. Rồi, như vậy là ok các bạn nha. Mình được một túi như thế này. Đây các bạn coi nè. Rồi, sau đó mình sẽ nặn thêm một ít kem đánh răng ha. Kem đánh răng này, kem đánh răng nào cũng được ha. Ở nhà mình có đem kem răng nào thì mình xài kem răng đó. Đó, nặng ít như thế này nha. Rồi ok. Rồi sau đó mình cột lại cho. Một tuần lễ mình làm một cái túi như thế này các bạn ha, cái đa túi này mình thể xài được một tuần lễ nha. Mình trộn lên rồi, vậy là ok. Rồi bây giờ mình sẽ đem đi xuống ngay chỗ cái bồn chứa nước của cái bồn cầu á, mình mở nắp ra mình bỏ vào đó. Rồi mình dỡ cái nắp thì ra các bạn đó, đây cái nắp chứa nước của bồn cầu ha. Thì những cái bồn cầu nào mà có nắp như thế này mình mới làm được cái túi như thế này ha. Rồi mình làm cái túi này xong thì bây giờ mình máng vào đây nè các bạn, mình máng vào bình hồng tùy theo chỗ mình máng nha. Cái đây cái cây để mà nó chống tràn các bạn, thì mình máng vào cái cây chống tràn này luôn ha. Đó mình quấn vài vòng đây, khi mà nước lên tới đây rồi các bạn đó là nó đụng cái túi này rồi, chứ mình không cần phải máng sâu lắm đâu, mà máng vô đây là cũng không sợ bị kẹt phao ha, cũng không sợ bị kẹt cái đường nước của nó luôn, cái chỗ chứa nước luôn. Rồi đó, như vậy là nó nằm ở phía dưới nước được các bạn. Rồi, rồi ok ha. Để các bạn nhìn kỹ nè. Đó, mình máng như vậy là ok các bạn nha. Đó, vừa qua khỏi mặt nước thôi. Nói chung là vừa ngắm xuống mặt nước là được rồi nha. Rồi bây giờ mình xả nước thử cho các bạn coi ha. Rồi, bây giờ mình bấm nút xả nước nè, các bạn nhìn kỹ nè. Đó, thấy không? Nó sẽ có cái mùi thơm khi mà nó đặt cái túi nằm bên trong cái tủ chứa nước như vậy á, thì nó sẽ có cái mùi thơm các bạn nha. Cái mùi đó nó sẽ phân phẩm phản hoài, nó sẽ phức 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 hoài khi mà mình xả nước ra như vậy á, thì cái mùi đó nó sẽ
khử được cái mùi tanh hôi khi mà mình đi toilet như các bạn nha. Và bây giờ mình cũng sẽ mở ra cái nắp cho bạn coi. Đó, phải không? Cái túi nó vẫn nằm như vậy ha. Đó, thì trong cái túi đó nó sẽ tan ra hết, cho nên cái nước này nè nó sẽ có cái mùi đó ha. Đó, các bạn thấy cái nước nó hơi đục 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 của màu trắng đâu, thì cái nước này nó sẽ có cái mùi của xà bông Lavoi đó nha. Rồi thì đây là cách để cho mình tạo cái mùi thơm cho cái toilet của mình nó có cái mùi thơm. Vì một tuần lễ là mình làm một lần nha các bạn nha, tuần lễ mình làm một cái bịch đó như vậy, xài được một tuần lễ, không cần biết xài nhiều hay xài ít, nên nói chung là mình xài được một tuần lễ ha. Rồi mình thay mình làm tiếp cái bịch cái túi khác để mình máng vào trong đó, để khi mà mình xả nước nó cái toilet cái bồn cầu nó được thơm tho ha các bạn nha. Rồi video của mình chia sẻ đến đây là hết rồi. Nếu các bạn cảm thấy video mình hay và hỗ trợ các bạn thì các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký để ủng hộ kênh mình thêm phát triển các bạn nhé.